Xin chào các bạn, chào mừng các quay trở lại với kênh Thu Hồi Máy Tính. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn vào cái chế độ fast boot con máy Mizu này là Mizu MA5 hoặc Mizu 5C thì các bạn thực hiện M5C thì các bạn thực hiện tương tự nha. Thôi để vào fast boot, chúng ta sẽ tắt nguồn. Chúng ta sử dụng hai tổ hợp phím là phím giảm âm lượng và phím nguồn nhé, và dí phím giảm lượng trước xong dí phím nguồn. Bao giờ hiện logo ta bỏ phím nguồn. Rồi hiện logo ta bỏ phím nguồn, vẫn giữ phím giảm lượng. Đây nó đã vào chế độ fast boot mode đây. Rồi để thoát cái chế độ fast boot này, chúng ta chỉ cần dí nguồn phím nguồn tắt. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn thực hiện vào chế độ fast boot và thoát chế độ fast boot thành công. Các bạn có gì thắc mắc các bạn bình luận bên dưới video. Chúc các bạn thành công, các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.